Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Xế Chất Hải Dương với hotline tư vấn là 0968228889 các bác nhá. Vậy thì ngày hôm nay thì em Việt sẽ tiếp tục gửi tới các anh chị với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ được mệnh danh là ông vua đường trường đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản. Một chiếc Fortuner phiên bản V số tự động máy xăng động cơ 2.7 được sản xuất năm 2012, xe đang mang sẵn biển thủ đô. Tất cả tình trạng của chiếc xe này em Việt đều cam kết với các bác là xe nguyên zin, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích. Anh chị nào chúng ta chưa yên tâm về chất lượng, các bác hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với mẫu Fortuner này. Nếu bác nào mà chúng ta không thích cái động cơ máy dầu nó hơi ồn và cái mùi hơi dầu nó ám vào bên trong không gian nội thất thì phiên bản V máy xăng có thể là một cái lựa chọn với chiếc xe cực kỳ lành tính và bền bỉ đến từ thương hiệu Toyota này. Vậy thì chất lượng của chiếc xe này ra sao? Và liệu có phải là một cái mức giá xứng đáng để cho các bác bỏ ra để sở hữu em nói không? Thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị hãy cùng em Việt chúng ta đánh giá chi tiết chất lượng của chiếc Fortuner phiên bản V 2012 đang có sẵn tại showroom của bên em các bác nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào phần đầu của chiếc xe này. 2012 thì chiếc Fortuner có một cái form dáng thiết kế phải nói là khá cứng cáp và nam tính, đúng không ạ? Và chất lượng của những mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota thì thực sự là chưa bao giờ chúng ta phải lo lắng cả. Và đây các anh chị có thể thấy ngay kể cả hệ thống đèn pha của nó này, sau quãng thời gian sử dụng đến bây giờ cái tình trạng hệ thống đèn pha nó vẫn còn trong suốt như pha lê, không bị ố bị vàng. Đấy, và xe cũng đã được trang bị bóng đèn bi projector cũng như là đèn gầm là đèn halogen các bác nhá. Vâng. Đấy, mặt ca lăng với những chi tiết chrome và logo thương hiệu Toyota chính giữa, nhưng mà đến bây giờ các bác thể thấy là vẫn còn sáng bóng như mới tinh, phải nói là rất đẹp, đúng không ạ? Đấy, và đây có thể quay tiếp cho các bác cả cái phần đèn bên phía phụ để quý anh chị có thể đánh giá được chất lượng của chiếc Fortuner này. Sơn xi bên ngoài đẹp, màu ghi bạc. Đấy, một cái bộ tem. Nó đăng kiểm thì còn rất là dài, đến tận tháng 4 năm 2024. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương bậc cửa lên xuống, la răng đa chấu, bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Và lốp lắp của chiếc xe này thì gai cũng rất là dày. Qua nhá. Đấy, gai rất là dày nên là chúng ta mua về các bác cũng có thể là tiết kiệm được một cái khoản, đúng không ạ? Đấy, gầm cao khoảng sáng giữa phần lốp và vỏ bánh xe rộng. Một chiếc xe thực sự là có thể giúp chúng ta vượt mọi địa hình. Vâng, vượt mọi địa hình thì đúng hơn. Và với một cái khả năng vận hành êm ái đấy, cũng như là động cơ mạnh mẽ. Vâng, đây thực sự là một trong những người bạn đáng tin cậy trong những chuyến đi xa của quý anh chị trên mọi miền của Tổ quốc. Vậy thì tiếp tục về phần đuôi phía sau của chiếc xe này. Chúng ta có một đuôi cánh gió phía sau tích hợp đèn phanh, có gạt mưa. Và một cái phần đèn hậu thì phải nói là không khác gì mới tinh các anh chị ạ. Đó, các anh chị có thể nhìn kỹ và nhìn gần giúp em. Đó, trong suốt như pha lê, bản này bản V. Đấy, vâng, và biển thủ đô luôn các bác nhé. Biển thủ đô rồi, có cảm biến cảnh báo va chạm. Phía dưới này chúng ta có lốp dự phòng này. Đấy, có lốp dự phòng. Được chưa ạ? Vâng, một chiếc xe 2012 nhưng mà chất lượng phải nói là còn rất tuyệt vời. Sơn xi bên ngoài đẹp, những đường form nó không bị xô, bị lệch, nó không méo mó. Thì nó sẽ chứng tỏ là một chiếc xe nó không bị đâm đụng, bị va chạm. Ở phía trên chúng ta còn có giá nắp để đồ trên cao, cũng như là về che mưa thì cũng đã được chủ nhân cũ là lắp thêm rồi, tay lắm cửa mạ chrome. Vâng, phải nói là một chiếc xe vẫn được lòng người tiêu dùng. Và với tầm tiền loanh quanh hơn 400 triệu một chút thì đây thực sự là một cái lựa chọn. Vâng, thay thế những dòng như Innova, đúng không ạ? Innova thì chúng ta thấy là cái mác xe dịch vụ, Fortuner này chúng ta đi gia đình nó chuẩn hơn. Và bây giờ thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng em đi vào không gian để kiểm tra nội thất bên trong của chiếc xe này nó ra sao. Vâng, nội thất bên trong của chiếc Fortuner thì được kết hợp giữa ghế da bò màu nâu. Đấy, phải nói là còn cực kỳ ok các anh chị nhá. Các bác có thể thấy là ghế này nó rất còn rất là đẹp. Đấy, da không bị nhăn. Đương nhiên là trong cái quá trình sử dụng thì nó không thể tránh những vết sờn như này. Đấy, nhưng mà điều này thì chúng ta có thể khắc phục một cách rất là dễ dàng. Phiên bản này chúng ta có ghế lái là ghế chỉnh điện rồi này. Đấy, và bảng tapi cánh cửa thì đây em cũng có thể quay cho các bác để cho các anh chị có thể thấy được cái chất lượng hiện tại của chiếc xe nó như thế nào. Vâng, phải nói là một chiếc xe còn rất mới các bạn. Vâng, rất mới luôn. Một kính auto, gương chỉnh điện và có gập gương tự động các bác nhá. Mà các bác có thể nhìn kỹ giúp em những cái phím bấm này theo thời gian mà nó đẹp như này. Con này thì như em nói là bao zin cho các anh chị từng con ốc. Được chưa? Để cho các anh chị chúng ta yên tâm khi mà các bác tin tưởng lựa chọn một sản phẩm của kênh YouTube Việt Xế Chất. Đấy, và địa chỉ showroom bên em thì là 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Đấy, các anh chị nào chúng ta muốn xem xe trực tiếp thì các bác có thể đến với địa chỉ showroom bên em để có thể là trải nghiệm chiếc xe này. Sàn cũng đã được làm sàn da 5D rồi.
Mẫu này được cái là đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho chúng ta cả màn hình Android cũng như là camera hành trình. Đấy, đầy đủ công nghệ các bác nhá, không thiếu thứ gì luôn. Đấy, và một cái màn hình rất là xịn sò, và em có thể nổ máy này. Đấy, nổ máy luôn này để cho các bác có thể nghe. Đó, các bác thấy cái dòng máy xăng thì nổ nó êm và không ồn như là máy dầu. Đấy, và công tơ mét hiện tại của chiếc xe này thì đang chạy chuẩn là 14 vạn. Vâng, 14 vạn các bác nhá. Và hệ thống điều hòa thì đây. Đấy, có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau này. Đấy, chúng ta có hai cái tẩu sạc. Đấy, hai tẩu sạc và khu vực cần số thì đây. Đó, rất ok và còn rất đẹp đúng không ạ? Rất ok luôn các bác. Đấy, có camera hành trình đầy đủ rồi. Đấy, và trần thì rất là sạch đẹp, từng cái tem, từng cái mác còn nguyên bản. Đấy, đang kiểm dai. Đấy, có lẽ là mua này về thì chúng ta chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Vâng, các bác đổ xăng là chạy thôi. Màn hình hiển thị rất là rõ nét các bác nhé. Đó, và máy rất êm. Và phải nói là cực kỳ êm thì đúng hơn. Vậy thì để tiếp tục chúng ta có thể đi về cái hàng ghế thứ hai của nó đi, để xem độ rộng rãi của chiếc Fortuner này. Đấy, vậy thì đây là cái hàng ghế thứ hai phía sau của chiếc xe. Và phải nói là một chiếc xe 7 chỗ, nhưng chiếc xe này các bác có thể thấy là khoảng để chân giữa hàng ghế. Vâng, riêng chỗ này nó rơi vào khoảng 40 cm, quá rộng đúng không ạ? Vâng, riêng cái hàng ghế này thì có lẽ là các bác ngồi ba người lớn vẫn thoải mái. Vâng, ba người lớn vẫn thoải mái các bác nhá. Đấy, và phía trên này chúng ta có cửa gió điều hòa cho ghế sau này, ghế thứ hai này. Đấy, và chúng ta có thể chỉnh cái mức độ gió, tốc độ gió. Vâng, rất ok đúng không ạ? Đó, và một chiếc xe bền bỉ lành. Đấy, khả năng vận hành ấn tượng. Đấy, nhưng mức giá thì chỉ có ngang với còn rẻ hơn cả một chiếc i10 số tự động. Và đây tiếp tục là phần cốp phía sau. Nếu mà trong trường hợp mà các bác chúng ta không đi 7 người thì chúng ta có thể treo hai cái ghế dự phòng này lên trên, thì các bác có một cái khoang cốp phải nói là rất là rộng, rất rộng các bác. Đấy, và chủ nhân cũ chúng đã làm những cái tấm lót rồi. Đấy, tấm lót để bảo vệ. Đấy, đây là phần đỉ nguyên bản phía dưới này các bác này. Đấy, cũng còn rất là sạch đẹp các anh chị nhá. Và phía hàng ghế thứ ba này thì cũng được trang bị cửa gió. Đấy, cũng có cửa gió điều hòa. Đấy, giúp làm lạnh nhanh hơn, làm mát nhanh hơn. Đấy, và phần cốp phía sau các bác có thể ngắm nhìn một chút này. Đấy, nó còn rất ok đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục với bản tapi cánh cửa bên phía phụ. Vâng, em sẽ cố gắng là quay thật chi tiết để cho các bác ở xa. Đấy, nếu mà như các anh chị chúng ta quan tâm thì các bác hoàn toàn là có thể thông qua những clip như này và đánh giá được cái tình trạng chất lượng chiếc xe. Còn giá thì hoàn toàn các bác có thể là thương lượng được, thì cứ trực tiếp chiếc máy alo cho em theo hotline 0968228889 để bên em chốt cho bác một cái giá tốt nhất, cũng như là tư vấn những cái thủ tục mua bán sang tên đổi chủ cho chiếc Fortuner này quý anh chị nhé. Vâng, vậy thì ngoại thất và nội thất của chiếc xe đã rất là ok rồi. Con này có thể nói là đẹp. Vâng, phải nói là đẹp các bạn, với một chiếc xe 2012. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể là kiểm tra tiếp giúp em tới phần động cơ, một trong những chi tiết rất là quan trọng với một mẫu xe đã qua sử dụng được không ạ? Vâng, vậy thì đây là phần động cơ của chiếc Fortuner. Con này được trang bị động cơ máy là 2.7. Đấy, và các bác có thể ngắm nhìn một chút cái khoang động cơ này. Đầu tiên thì chúng ta có thể kiểm tra cái capo, cái lắp capo của các bác nhá. Đấy, các bác có thể để ý những đường mép này, những đường chỉ nó không bị dạn, bị nứt. Thứ hai là những cái đường tròn nó đều, thì nó sẽ chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm đụng ở phần đầu. Đấy, hay là đây, cái chi tiết máng này. Đấy, nó còn đẹp như này. Và tiếp đến thì chúng ta kiểm tra tới cái phần động cơ. Đấy, động cơ đầu tiên thì chúng ta nhìn là da máy tươi, cái thứ hai là nó còn zin. Đấy, những con ốc nó không có những vết vặn. Đấy, thì đó là một cái để cách chúng ta kiểm tra với những mẫu xe đã qua sử dụng các bác nhá. Và cái phần đầu răng này cũng là một cái chi tiết để các anh chị chúng ta kiểm tra những cái lỗ tròn này, hay là cái phần chassis phần phía dưới, những cái phần chịu lực cản. Đấy, thì chúng ta cũng kiểm tra để xem nó bị méo mó, bị xô lệch hay không. Đấy, để xem là chiếc xe nó bị đâm đụng, bị va chạm vào đầu hay chưa. Đó là một kinh nghiệm để cho các bác chúng ta có thể mua một chiếc xe đã qua sử dụng và chúng ta kiểm tra cái chất lượng hiện tại của nó như nào. Và con này thì phải nói là về động cơ cũng như là tất cả tình trạng phần đầu chiếc xe này thì em Việt cam kết cho các bác là đều zin nguyên bản. Anh chị nào chưa yên tâm hoàn toàn đem đi check hãng một lần nữa các bác nhá. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với mức giá chỉ có 428 triệu đồng cho chiếc Fortuner 2012 bản V số tự động máy xăng đang có sẵn tại showroom của em Việt. Anh chị nào yêu mến và quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy theo hotline giúp em để được hỗ trợ và tư vấn được không ạ? Một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ, và hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có tại showroom của Việt Thế Chất.